Em mới mua một hộp kem ban ngày và ban đêm và một chai chống nắng dùng thích lắm chị ơi. Cảm ơn Hà An Lê, cảm ơn em rất nhiều. Cố gắng xài nha. Hiện bây giờ cái tia cực tím ở ngoài trời rất là ghê. Cho nên là các bạn thường xuyên sử dụng kem chống nắng dùng Kim Anh nha, không là bị ung thư á, ung thư da đó. Các bạn thấy không? Ở trong nhà thậm chí 8 giờ sáng rồi các bạn đi ra ngoài đã thấy nắng rồi, nóng rồi. Mà thậm chí mở máy lạnh 24 trên 24 mà nó còn hắt nắng. Ở trong nhà mà còn nắng mà đi ra ngoài đường là coi như cháy da cháy thịt luôn. Mà bây giờ là Kim Anh mới vừa up cái bài báo đó, báo mới, báo Vizin cũng có đăng đó, là cái nhiệt độ, cái tia UV, cái tia UV cực tím á, nó làm cho ung thư da, mọi người ung thư da luôn á nha cả nhà. Cho nên là phải lưu ý, hết sức lưu ý điều đó giùm Kim Anh, phải chống nắng nha. Và cái chống nắng của Laura Sasa đây, hủ Kim Anh đang xài cái đà. Kim Anh đi bây giờ đi hàng nha, 16 độ bên đó tối là 6 độ độ C mà Kim Anh vẫn phải mang cái chống nắng nè. Nè, cái chống nắng của bên Nhật Kim Anh đó là ở bên là nó có tới SPF 50 cộng cộng lận. Mà theo như chuyên gia nha, chuyên gia về 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 tia tia cực tím á, là họ khuyên mình nên sử dụng từ 30 đó. Mà cái này của Kim Anh là tới 50 cộng cộng luôn, tức là nó bảo vệ toàn diện cho các bạn luôn. Nhưng nhớ dùm Kim Anh là xài một ít dưỡng ở dưới trước, sau đó xài cái kem chống nắng lên, nhưng mà nhẹ thôi nha, tại nó có make up. Đây nè, Kim Anh thử cho các bạn coi, nó có một cái lớp make up nhẹ hồng hồng đó các bạn. Đó nè, đánh xong cái vỗ nhẹ cái là nó tan, nó thẩm thấu vào da của các bạn liền luôn nè. Đó, các bạn thấy không, đây là kem chống nắng và là đồng thời nó sẽ make up cho các bạn luôn. Nè, nhìn nè, nó thẩm thấu liền lập tức và nó khô liền luôn. Và luôn luôn, tại vì cái chai chống nắng của bên Nhật Kim Anh nó là chiết xuất từ vitamin E, cho nên khi các bạn đi ra ngoài nắng á, là nó bảo dưỡng cho các bạn luôn, rồi cung cấp độ ẩm cho các bạn luôn, nhớ nha. Còn ví dụ như các bạn mà xài cái kem chống nắng nào mà về các bạn rát xong rồi các bạn chùi ra cái da các bạn queo quá thì không nên nha, không nên dùng nha. Các bạn có thể sử dụng thử kem chống nắng của bên Nhật.